đại diện lãnh đạo các sở ngành tỉnh Bến Tre đã tham dự hội nghị trực tuyến chuyên đề thúc đẩy số hóa ngành nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Quang chủ trì. Phát triển kinh tế số được Chính phủ xác định với 4 trụ cột chính, gồm công nghiệp, công nghệ thông tin, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số và dữ liệu số. Đối với ngành nông nghiệp, việc đẩy mạnh số hóa lấy người nông dân làm trung tâm nhằm hướng tới phát triển nền kinh tế số bền vững và hiệu quả. Để thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng cần có sự đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng số, đặc biệt là ở vùng sâu vùng xa. Cùng với đó là nâng cao kỹ năng số cho doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân từ sản xuất đến bán hàng. Ngoài ra cần triển khai hiệu quả chính phủ điện tử, phát triển dữ liệu số trong nông nghiệp và nông dân số, từng bước hoàn thiện thể chế và truyền thông chính sách về kinh tế số và nông nghiệp. Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã có những chia sẻ về đổi mới sáng tạo thúc đẩy kinh tế số trong nông nghiệp, nhấn mạnh tầm quan trọng của đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nông nghiệp để phát triển bền vững, nâng cao năng suất và giá trị gia tăng. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, chuyển đổi số là hướng đi cần thiết và khả thi cho nền nông nghiệp hiện đại của Việt Nam. Hiện nay, chính phủ cũng đã và đang triển khai nhiều chính sách và chương trình để hỗ trợ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo kinh tế số, đặc biệt là ứng dụng đề án 06 thúc đẩy số hóa ngành nông nghiệp. Tại hội nghị, đại biểu cũng đã nghe các hiệp hội ngành hàng doanh nghiệp, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các địa phương chia sẻ về giải pháp thúc đẩy số hóa các ngành hàng nông sản đáp ứng nhu cầu của thị trường, nút thắt và kiến nghị chính sách khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã công nghệ tham gia thúc đẩy số ngành nông nghiệp, thuận lợi khó khăn và kiến nghị nhằm thúc đẩy số hóa trong nông nghiệp tại địa phương. Thời gian qua, ngành nông nghiệp Bến Tre cũng đã bắt kịp và đẩy mạnh chuyển đổi số thông qua việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh như hệ thống giám sát và theo dõi sâu bệnh hại thông minh trên cây ăn trái, tích hợp camera điện toán biên, hệ thống quan trắc chất lượng nước thông minh, lắp đặt 14 trạm quan trắc tự động thông minh đo từ 9 đến 14 thông số môi trường nước phục vụ cho nuôi trồng thủy sản. Ngành nông nghiệp Bến Tre cũng đang khai thác và sử dụng 23 phần mềm, đặc biệt từng bước hoàn thiện và đưa vào vận hành phần mềm quản lý an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản, triển khai thực hiện kế hoạch thuê phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu chăn nuôi thú y, phối hợp triển khai thử nghiệm các phân hệ phần mềm quản lý sử dụng và tạo lập dữ liệu bản đồ chuyên ngành nông nghiệp, bản đồ thổ nhưỡng, quản lý vùng canh tác. Từ đó đã tạo sự kết nối, lan tỏa mạnh mẽ những thành tựu chuyển đổi số của ngành nông nghiệp trong toàn hệ thống và nhân dân.